Sản lượng điện tiêu thụ trung bình trong tháng 5 tại Hà Nội đạt trên 68 triệu kWh mỗi ngày, tăng khoảng 10% so với tháng trước, thông tin từ Tổng công ty Điện lực Hà Nội. Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến sản lượng điện tiêu thụ tại thủ đô liên tục tăng mạnh. Ngành điện khuyến nghị khách hàng sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, không nên sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có công suất lớn để giảm thiểu nguy cơ quá tải của lưới điện. Vâng, để đảm bảo hiệu quả sử dụng điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến thì quý vị hãy làm theo khuyến cáo của Tổng công ty Điện lực EVN, đó chính là tắt bớt các thiết bị điện không sử dụng trong 2 khung giờ cao điểm là từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 30 và từ 8 giờ tối đến 10 giờ đêm. Ngoài ra thì chúng ta cũng hãy để nhiệt độ điều hòa ở mức nhiệt hợp lý từ 26 đến 28 độ. Vâng, và những giải pháp này lại càng quan trọng trong thời gian tới khi mà dự báo là đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài đến tuần sau. Vâng ạ. Và theo như dự báo trong ngày hôm nay thì nắng nóng gay gắt sẽ vẫn tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo nhiệt độ cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ từ 35 cho đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Còn từ Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng gay gắt hơn, nhiệt độ cao hơn 37 đến 40 độ.